Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dino Man, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long Cổ Dài. Hy vọng các bạn đã có một kỳ nghỉ Tết vui vẻ. Ai còn nhỏ tuổi thì nhận được nhiều lì xì, mà ai có tuổi rồi thì không phải lì xì nhiều. Vâng, năm cũ qua đi, năm mới lại đến. Những dịp như thế này, việc chúng ta thường làm là điểm lại xem trong năm cũ mình đã làm được gì và đặt ra mục tiêu gì trong tương lai. Hồi năm ngoái thì Dino Man tôi cũng đã làm video tổng hợp 10 khám phá và tranh luận hay nhất về khủng long trong năm 2022. Tuy nhiên do khi đó mới bắt đầu làm nội dung về khủng long, tôi chưa có cái nhìn tổng thể về tình hình nghiên cứu khủng long trong năm, nên đành phải mượn đầu heo nấu cháo, mượn nội dung từ một bài báo của tác giả Riley Black để làm ra video này. Tuy nhiên năm nay thì đã khác, Dino Man tôi cũng đã cùng các bạn theo dõi các nghiên cứu về khủng long trong suốt một năm qua và đã có thể đưa ra những lựa chọn của riêng mình. Dù có thể sẽ có những lựa chọn không hoàn toàn đồng nhất với suy nghĩ của các fan khủng long đang theo dõi kênh, nhưng phần lớn sẽ là những cái tên hoàn toàn xứng đáng. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy cùng Dino Man tìm hiểu 10 khám phá về khủng long đỉnh nhất năm 2023 nha. Chúng ta bắt đầu thôi. Đầu tiên, Chuchkarosaurus. Thật tuyệt vời khi danh sách các loài khủng long mới trong năm 2023 được mở hàng bằng một cái tên khủng long đầy nổi bật. Đó chính là Chuchkarosaurus thuripienda, loài khủng long hộ pháp đến từ vùng đất của những gã khổng lồ Patagonia, nơi các nhà cổ sinh vật học đã từng khai quật những siêu khủng long cổ dài như Argentinosaurus hay Patagotitan. Chuchkarosaurus thuripienda với kích thước của mình ước tính dài khoảng 30m và có thể nặng đến 50 tấn, là một ứng cử viên nặng ký theo đúng nghĩa đen cho top 10 khủng long sauropod lớn nhất thế giới. Có thể của Chuchkarosaurus nặng đến nỗi trong quá trình vận chuyển nó từng văng ra khỏi xe và rơi xuống đường, nhưng không hề ấn gì mà còn làm vỡ cả một mảng to trên mặt đường. Chính vì thế tên loài của nó là thuripienda, trong tiếng Latin có nghĩa là làm vỡ nát. Thứ hai, phát hiện xương thanh quản khủng long hóa thạch. Vào giữa tháng 2 năm 2023 thì các nhà cổ sinh vật học quốc tế đã công bố nghiên cứu mô tả một mẫu vật Pinacosaurus grangeri, một loài khủng long thân giáp thuộc họ Ankylosauridae sống ở Mông Cổ và Trung Quốc ngày nay, có niên đại khoảng 86,3 đến 71 triệu năm. Trong đó họ đã tìm thấy cả thanh quản hóa thạch của con khủng long này. Đây là một trường hợp cực hiếm trong lịch sử cổ sinh vật học và nó có thể giúp ích rất nhiều cho việc phục dựng khả năng tạo âm thanh ở các loài khủng long trong tương lai. Theo phần mô tả trong nghiên cứu thì thanh quản của Pinacosaurus grangeri được tạo thành từ các sụn hình cong và sụn phễu giống các loài bò sát không phải chim, nhưng lại có một số đặc điểm như khớp giữa hai sụn này chắc chắn và linh hoạt, bằng sụn phễu lồi, sụn phễu dài và sụn hình cong lớn giống với các loài chim. Do đó chúng hoàn toàn có khả năng tạo ra những âm thanh to rõ giống như các loài chim ngày nay. Tiếng kêu này có thể phục vụ cho các mục đích như tìm bạn tình, ra hiệu cho đồng loại, hù dọa động vật săn mồi và thông báo lãnh thổ. Tất nhiên là từ phát hiện này đến việc phục dựng âm thanh của khủng long còn rất xa, nhưng ít ra thì có một chút tiến triển còn tốt hơn là dậm chân tại chỗ. Thứ ba, loài khủng long có cái cổ dài gấp rưỡi xe buýt. Những chiếc xe buýt Taco thì đã quá quen thuộc trên các cung đường Việt Nam rồi, với chiều dài tiêu chuẩn khoảng 9 đến 11 mét. Thế bạn đã bao giờ tưởng tượng từng có một con khủng long sở hữu cái cổ dài gấp rưỡi những chiếc xe buýt này hay chưa? Vào tháng 3 năm 2023 thì các nhà cổ sinh vật học cho biết họ đã ước tính lại chiều dài cổ của loài khủng long Trung Quốc Mamenchisaurus sinocanadorum dựa trên tỷ lệ mới suy ra từ loại họ hàng có hóa thạch cổ hoàn chỉnh hơn là Xinjiang Titan. Từ đó họ có kết quả khủng khiếp là 15 mét. Không biết có phải vì chờ xem video của Mê Khủng Long TV nhiều quá hay không mà Mamenchisaurus sinocanadorum có cái cổ dài đến vậy, nhưng theo các nhà khoa học thì cổ dài là một lợi thế trong việc ăn uống cũng như chọn lựa bản tình của loài khủng long này. Thứ tư, T-Rex có môi. Có lẽ nhiều thế hệ human yêu thích khủng long đã quá quen với hình ảnh những anh bạn T-Rex đang bị lởm chởm với những chiếc răng sắc nhọn nhô ra khỏi hàm trên như trong bộ phim bột tấn Jurassic Park. Nhưng cũng vào tháng 3 năm 2023 thì các nhà nghiên cứu gồm Thomas Cullen, Derek Luxon, Mark Whitten, Dan Scott đã công bố một nghiên cứu gợi ý rằng hình dung đó hoàn toàn sai và thực chất T-Rex có môi để giấu đi những chiếc răng sắc nhọn của chúng, giống như nhiều loài bò sát hiện đại ngày nay như rồng Komodo. Họ cho rằng T-Rex cần có đôi môi để bảo vệ những chiếc răng khỏi bị khô khi tiếp xúc với không khí bên ngoài, giúp bên răng không bị tổn hại và những chiếc răng lửa trong tình trạng tốt nhất, sẵn sàng cho những cú cắn siêu mạnh của vua thần lằn bạo chúa. Mặc dù chưa thuyết phục hoàn toàn những nhà nghiên cứu khác về T-Rex, nhưng nghiên cứu này đã mang lại một hình ảnh mới cho vị vua của các loài khủng long. Thứ năm, khủng long khổng lồ không chỉ tiến hóa một lần duy nhất. Chúng ta thường kinh ngạc trước kích thước khổng lồ của nhiều loài khủng long, nhất là những con sauropod như Patagotitan hay Argentinosaurus.
Nhưng khủng long không chỉ trở nên khổng lồ một lần duy nhất và giữ nguyên trạng thái đó. Một nghiên cứu phân tích 250 loài khủng long cổ dài khác nhau hồi tháng 5 năm 2023 đã phát hiện ra rằng những thành viên khổng lồ của nhóm Sauropoda đã tiến hóa để đạt kích thước khổng lồ ít nhất 36 lần trong khoảng thời gian khoảng 100 triệu năm. Phát hiện này cho thấy có thể có nhiều con đường tiến hóa đa dạng dành cho những môi trường sống khác nhau để những loài khủng long khác nhau có thể đạt đến kích thước khổng lồ một cách độc lập. Thứ 6. Động vật có vú không phải là những kẻ chịu trận trước khủng long. Vào cuối năm 2022, thì các nhà cổ sinh vật học đã công bố bằng chứng xác thực đầu tiên về việc khủng long từng ăn thịt động vật có vú, xác nhận niềm tin cố hữu của chúng ta trong suốt nhiều năm về việc động vật có vú là những bữa ăn thường xuyên của khủng long trong thời đại khủng long. Đó là hoa thạch chi của một loài động vật có vú chưa xác định được tìm thấy trong bụng của một con Microraptor. Đến tháng 7 năm 2023, thì động vật có vú đã chính thức có lời đáp trả đanh thép khi các nhà cổ sinh vật học Trung Quốc công bố một hóa thạch đôi gồm một con rác long kép Psittacosaurus và một con Rhipanomimus, chỉ động vật có vú cổ đại và có kích thước chỉ nhỏ bằng một nửa con khủng long kia. Cả hai được tìm thấy trong tư thế chiến đấu một mất một còn, và con Rhipanomimus dường như không hề sợ hãi đối thủ, nhưng chiếc răng của nó đã cắm sâu vào xương sườn của con khủng long. Nguyên nhân của cuộc tử chiến có thể là vì con khủng long lớn đang cố gắng bảo vệ những con non, hoặc cũng có thể con Rhipanomimus đói ngấu sẵn sàng bỏ qua sự chênh lệch về kích thước để xem con khủng long ăn thực vật kia là bữa ăn tiềm năng. Dù gì đi chăng nữa thì sự trớ trêu của số phận đã khiến cả hai cùng bị chôn vùi cho đến tận ngày nay. Thứ 7. Loài khủng long thứ 13 của Thái Lan. Là một người Việt Nam thì Dinoman tôi rất quan tâm đến những phát hiện khủng long ở Đông Nam Á, bởi trong tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng càng có nhiều khủng long được phát hiện ở Đông Nam Á thì khả năng phát hiện ra một loài khủng long ở Việt Nam sẽ càng cao. Và thật mừng cho người láng giềng Thái Lan của chúng ta khi vào tháng 7 năm 2023, họ đã công bố loài khủng long thứ 13, Minimocosa funaensis, một anh bạn nhỏ nhắn nhưng có thể nằm trong top những loài khủng long hồng chim mới có niên đại sớm nhất từ trước đến giờ, khoảng 161,5 đến 145 triệu năm trước, đồng thời cũng là một trong những loài khủng long cổ nhất Đông Nam Á. Thứ 8. Trứng khủng long vỏ mềm cổ nhất từ trước đến nay. Kiên long suho là một loài khủng long dạng chân thần lằn có niên đại Jura sớm, khoảng 200 đến 193 triệu năm trước, được phát hiện trong những lớp đá của hệ tầng tự lưu tỉnh gần thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc. Tên loài suho có nghĩa là thủ hộ và đó không phải là một cái tên để đặt cho vui. Những cơ thể khủng long được tìm thấy dường như đang bảo vệ những quả trứng của chúng và đặc biệt hơn là được phát hiện sau những phân tích kỹ lưỡng của nhóm nghiên cứu. Số trứng đó là những quả trứng vỏ mềm có niên đại cổ nhất từ trước đến giờ, thậm chí một số quả còn có phôi bên trong. Đó là bằng chứng cho thấy trứng của những con khủng long đầu tiên có thể đều là trứng vỏ mềm. Thứ 9. Khủng long trong tư thế ngủ giống chim. Quân mình ngủ một giấc tôi trở thành hóa thạch lúc nào không hay. Chắc chắn là anh bạn Jaculinicus yarui, loài khủng long mới được khám phá hồi tháng 11 năm 2023 tại Mông Cổ sẽ nói như vậy. Hóa thạch của Jaculinicus dường như hoàn chỉnh và được bảo quản khá tốt ở dạng 3 chiều và tư thế cuộn mình để ngủ, với cổ và đuôi cuộn lại, con chi sau gập lại dưới xương chậu gần tương tự những gì chúng ta quan sát thấy ở các loài khủng long thuộc họ Chordontidae. Điều đó cho thấy Jaculinicus cùng các loài họ hàng từng ngủ giống như các loài chim ngày nay. Chim hiện đại cuộn mình ngủ nhằm bảo tồn nhiệt, và vì hầu hết các nhà cổ sinh vật học đồng tình rằng khủng long theropod cơ long vú là động vật máu nóng, nên nhiều khả năng con Jaculinicus yarui này cũng đang cố giữ ấm và ngủ một giấc thật ngon lành. Thứ 10. Bữa ăn cuối cùng của một con bạo long tuổi teen. Trong khi những thiếu niên Homo sapiens ngày nay có sở thích gặp đùi gà rán trong các cửa hàng fast food, thì những thiếu niên khủng long cổ đại cũng có sở thích gần giống, đó là xơi đùi của những con khủng long nhỏ. Trong một phát hiện hiếm có thì các nhà cổ sinh vật học đã phát hiện hóa thạch của một con khủng long Gorgosaurus thiếu niên và những thứ cuối cùng mà nó đã ăn cũng được bảo quản trong đó tại Alberta, Canada. Dựa trên phân tích, các nhà khoa học cho rằng con khủng long đã ở độ tuổi từ 5 đến 7 tuổi, nặng khoảng 350kg và dài khoảng 4m. Ở phần bụng thì họ tìm thấy những chi sau của hai con khủng long nhỏ, ngoài ra không còn thứ gì khác của những con khủng long này, cho thấy nhiều khả năng con Gorgosaurus thiếu niên chỉ xơi đùi của chúng. Vừa rồi là toàn bộ 10 khám phá đỉnh nhất, thú vị nhất, hay ho nhất về khủng long trong năm 2023. Hy vọng rằng trong năm 2024 thì chúng ta sẽ có tiếp tục có những khám phá tuyệt vời hơn về khủng long. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Nếu thấy thích video thì đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi kênh các bạn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Mẹ Khủng Long TV.